Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình một cái công dụng từ lá lốt nha. Hầu hết nhà mình mọc những cây lá lốt này, thực sự cô chú anh chị mình không biết nó là còn hơn là một cái thảo dược nữa, giúp cho các cô chú bác anh chị mình, ai mà lớn tuổi bị đau nhức rồi đó, thì nó có những cái triệu chứng chữa bệnh như thế này. Ai bị đau nhức khớp, nhức xương khớp, đau lưng đó, phong thấp, đổ mồ hôi tay chân đó. Rồi nó còn trị là chống viêm, giảm đau, cực hay luôn nha. Nếu mình nấu, mình uống thì nó trị rất là được nhiều chứng bệnh. Thì nếu mà nấu uống thì cô chú anh chị mình có thể là chuẩn bị cho Cảnh là 50g lá lốt, 10g rừng và 1 lít nước mình đun sôi lên, còn lại 300ml nước uống trong vòng 7 ngày đó. Còn những người không được uống là như những người là viêm dạ dày nè, loét dạ dày nè, tràn ngược dạ dày nè, người hay nóng trong người nè, phụ nữ sau khi sanh thì mình cũng không được uống. Nếu mình uống vô thì nó sẽ tắc sữa đi, nên vì vậy mình không được uống nha. Thì sau khi cái phần lá lốt mình đã hái vô thì mình sẽ ngâm qua phần nước muối, mình để loại bỏ những cái tạp chất đi, những sâu gầy là khi nó bám trên đó nha cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ sắc ra, thái nhuyễn ra và mình sẽ kết hợp với phần trứng gà này, rất tốt cho cô chú bác anh chị mình. Khi ai mà lớn tuổi thì bị đau nhức này kia thì lúc đầu Cảnh có nói á, thì mình áp dụng theo cái cách này để mình cải thiện lại tình trạng sức khỏe của mình nha. Thì lá lốt này rất là dễ kiếm ở hầu hết á, Cảnh thấy đâu ra đâu cũng có hết, có chỉ riêng là ở thành phố thôi, Sài Gòn thì không có trồng thì không có thôi, chứ còn riêng nhà mình mà hay chỗ nào mà có đất á, ruộng này kia là lá lốt này mọc rất là nhiều nha. Thì ở chỗ quê, vùng quê rất là nhiều. Thì phần lá lốt này cô chú anh chị mình dùng khoảng là 50g thôi. Thì bây giờ là Cảnh chia sẻ cho cái cách mình để mình nấu ăn, còn riêng cái cách để mình nấu nước mình uống cũng chị bá bệnh luôn, rất là hiệu quả luôn. Và những cái nguyên liệu này thì nó rất là dễ kiếm. Lá lốt này không phải riêng là mình chè để, chỉ mình đa số là mình dùng để nướng thịt bò, không chỉ là để riêng để mình làm là những cái nguyên liệu để mình nấu ăn thôi, mà nấu ăn đó làm như thế nào để cho cái phần lá lốt của mình nó phát huy những cái công dụng tuyệt vời của phần lá lốt nha. Rồi tiếp theo thì cái phần trứng gà này mình sẽ đọc vô đây. Nếu cô chú anh chị mình có trứng gà ta thì càng tốt nha. Rồi còn cái phần trứng này thì mình nêm nếm theo cái khẩu vị của mình. Cho đây là một ít cà no, một ít đường, một ít nước mắm. Rồi mình sẽ cho luôn cái phần lá lốt vô trong đây luôn. Mình sẽ thái thêm một ít hành lá để vô cho nó thơm, tăng cái hương vị lên nha. Thì hành lá Cảnh cũng có chia sẻ rồi đó. Thì mình hành lá này cô chú anh chị mình sắc nhuyễn ra nó mới ra hết những cái chất hành lá nằm ở trong đây ra nha. Mình sắc càng nhuyễn càng tốt. Khi mình nấu lên á, cái hành lá tiết ra rất là thơm. Rồi bây giờ mình có việc là mình đánh lên, đánh đều lên và mình sẽ đem lên chiên. Thì cái này mình áp dụng theo cách này á, nó rất là tốt cho cô chú bác anh chị mình lớn tuổi. Ai mà có tình trạng đau nhức người kia thì có thể mình áp dụng cái cách này nha. Còn riêng cái phần mà nấu nước uống á, thì cô chú anh chị mình chuẩn bị như thế này. Thì mình nấu nước uống thì cũng sử dụng là 50g lá lốt, sau đó mình sử dụng là 10g củ rừng mình thái ra, và mình sẽ nấu chung với nước là 1 lít nước sắc xuống là còn lại 300ml nước, rồi mình uống trong một ngày, và mình sử dụng liên tiếp trong một tuần
là cô chú anh chị mình thấy cải thiện lại rất là nhiều. Sau đó mình sẽ ngưng lại 10 ngày và mình sẽ uống tiếp lại một tuần đó. Mình cứ lặp đi lặp lại như thế thì cái tình trạng mà đau nhức này kia của cô chú anh chị mình á, ai lớn tuổi á, có thể mình áp dụng cách đó cũng cải thiện rất là hay. Thì cách đó là mình để mình nấu nước uống, còn riêng cái cách này á, thì mình ăn, thì nếu mình ăn trong một tuần thì cô chú anh chị mình cảm thấy nó ngán thì có thể mình quay qua mình sử dụng lại là mình nấu với nước mình uống nha. Rồi cái phần này mình sẽ cuốn lại. Thì sau khi mình đã trở qua về hai mặt như thế này, nó chín vàng là được nha. Bây giờ mình sẽ gấp xuống nha. Rồi cái phần này thì mình sẽ cắt ra miếng nhỏ cho vừa miếng ăn của mình nha. Thì sau khi mình có việc là mình xào chiên lên như thế này thì cô chú chị mình thấy á, nó rất là thơm nha. Đây thì mình ăn như thế này nó cải thiện lại tình trạng sức khỏe cho những cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Thì cái phần lá lốt này mình đem lên mình chiên á, nó rất là thơm nha. Đây cảm ơn cô chú chị mình nha. Thì đây là cô chú chị, thì mình thấy cái món ăn này á, cực kỳ đơn giản. Thì hầu hết nhà nào mà ai có cái bụi lá lốt như thế này thì có thể mình áp dụng cho những cô chú bác anh chị mình, ai mà lớn tuổi mà hay bị đau nhức này kia, nhức lưng nhức khớp này kia, có thể mình áp dụng theo một cái món ăn đơn giản như thế này và nó cải thiện cho tình trạng sức khỏe cho gia đình mình nha. Thì nếu cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.